Đây, chỗ này chạy không quá 30 cây nhưng mà không được phanh. Đấy, chạy một vòng đây, rất là mượt. Và đây, tốc độ ở chỗ này thì không dưới 25 km/h để cảm thấy sự mượt mà khi mà chạy zig zag. Đấy, mê luôn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Autobuy. Hôm qua thì Honda Việt Nam đã ra mắt là City 2021, nhưng là ra mắt trực tuyến trên fanpage. Và hôm nay, một ngày sau thì chúng tôi đã có cơ hội trực tiếp sờ nắn và thậm chí là trải nghiệm chiếc xe này. Vậy thì City 2021 có những thay đổi lớn nào và trải nghiệm cảm giác lái ra sao? Đó là những điều mà chúng tôi sẽ cố gắng lý giải trong video ngày hôm nay. Trước hết thì chúng tôi hãy mời các bạn cùng tìm hiểu sơ bộ những thay đổi về mặt trang bị và thiết kế của chiếc xe này. City 2021 có 3 phiên bản, từ thấp tới cao lần lượt là G, L và RS, gần như tương đương so với 3 bản trước đây là E, G và L. Xe vẫn lắp ráp trong nước, sử dụng động cơ 1.5 lít nhưng là cam đôi, DOHC thay vì cam đơn như trước. Công suất cực đại là 119 mã lực tại 6.600 vòng trên phút, tức là tăng 1 mã lực so với trước đây, trong khi mô men xoắn cực đại là không đổi ở mức 145 Nm tại 4.300 vòng trên phút, đi cùng hộp số vô cấp CVT, ứng dụng công nghệ Extreme như trước đây. Mức tiêu hao nhiên liệu theo điều kiện thử nghiệm của Honda là 5,68 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Xe vẫn sử dụng treo trước dạng MacPherson, treo sau thanh càng xoắn, phanh đĩa trước và phanh tăng trống phía sau. Honda City 2021 có kích thước lớn hơn so với thế hệ cũ, cụ thể dài rộng cao lần lượt là 4.553 x 1.748 x 1.467 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm và khoảng sáng gầm xe là 135 mm. Như vậy, xe dài hơn 113 mm, rộng hơn 54 mm và thấp hơn 10 mm so với trước, trong khi khoảng sáng gầm vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, khoang hành lý ở City 2021 giảm từ 536 lít xuống còn 506 lít. Nhờ kích thước lớn, City 2021 cho cái nhìn trường xe hơn hẳn, cụm đèn pha LED trên bản RS và halogen ở các bản còn lại. Giờ đèn LED chạy ban ngày, đèn chiếu hậu dạng LED là trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản. Ngoài ra, gương hậu chỉnh điện tiêu chuẩn nhưng hai bản cao có thêm tích hợp báo rẽ. La răng là dạng 16 inch trên hai bản cao và 15 inch ở cái bản thấp nhất. Về nội thất, City 2021 rộng rãi nhất phân khúc. Điểm mới về trang bị là màn hình cảm ứng 8 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô lăng 3 chấu mới, màn hình hiển thị 2 vòng tròn thay vì 3 vòng tròn như trước đây. Cần số được thiết kế mới, điều hòa tự động một vùng với hai bản cao cấp và chỉnh tay ở bản G. Tuy nhiên, thiết kế điều chỉnh điều hòa dạng núm xoay dễ dàng thao tác hơn dạng nhấn bấm ở thế hệ cũ. Hai bản thấp thì có 4 loa, bản cao có 8 loa. Đặc biệt, bản cao cấp RS có thêm tính năng đèn nổ từ xa như trang bị mới trên đối thủ Accent 2021. Các tính năng an toàn trên City 2021 gần như giữ nguyên so với thế hệ cũ, bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống khởi hành ngang dốc, camera lùi, vân vân. Các bản thấp có 4 túi khí, bản RS có 6 túi khí. Nhờ những tính năng này, Honda City 2021 được đánh giá đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. City 2021 có 3 phiên bản. Giá đề xuất là 529 triệu đồng đối với phiên bản G, 569 triệu đồng đối với bản L, và phiên bản RS trước mặt các bạn đây là bản cao cấp nhất là 599 triệu đồng. Hai bản RS và bản E thì có giá tương đương so với thế hệ cũ, còn bản L cao hơn 10 triệu đồng so với bản G trước đây. Điểm tôi muốn nói, muốn nhấn mạnh và điểm đặc biệt quan trọng nhất chúng ta dễ nhìn thấy ngay đó chính là một cái thiết kế ngoại thất rất mới của Honda City, trong đó nổi bật là phần kích thước của xe. Trong thiết kế ô tô thì các bạn đều biết rằng sự thay đổi lên tới cm như vậy, thậm chí chục cm như vậy là một thay đổi, thậm chí có thể tạo ra một khoảng cách một phân khúc. Trong khi đó thì City 2021 đang sở hữu một cái kích thước dài hơn thế hệ cũ lên tới 11 cm, một sự đột phá về mặt thiết kế. Honda nói chung và City nói riêng đã sở hữu cái chất thể thao, thì chất thể thao trên chiếc City 2021 này nó đã rất rõ ràng và mạnh hơn rất nhiều so với thế hệ cũ. Bên cạnh sự thay đổi mang tính cách mạng về mặt kích thước thì
Ngoại thất của xe cũng có nhiều điểm đáng nói, trong đó phần mặt trước chúng ta có thể thấy một cái thiết kế lưới tản nhiệt mới. Và nhìn qua chúng ta thấy rất nhiều chi tiết của đàn anh Honda Civic ở đây. Tôi thích nhất cái phần lưới tản nhiệt này và cái thiết kế hốc đèn sương mù này. Mặc dù chỉ thêm vài cái viền nhựa này nhưng nó thể thao và sang hơn khá nhiều. Nó không vuông và khô như là thế hệ cũ. Cụm đèn pha cũng vậy, các bạn có thể nhìn thấy những cái giải thiết kế này khá là đẹp và sang. Bên cạnh cái thiết kế rất trường xe của City 2021 thì điểm tôi khá thích khi nhìn vào thân xe đó chính là thiết kế gương chiếu hậu mới. Vị trí gương đã được thiết kế trên cánh này, lùi lại một chút. Đấy, các bạn có thể thấy việc thiết kế này sẽ giúp cho cái tầm quan sát và cái điểm mù góc chữ A nó sẽ nhỏ. Thực tế ngồi cảm thấy sẽ thích hơn. Ngoài ra thì một số chi tiết khác thì cũng không có gì đặc biệt lắm so với thế hệ cũ. Mâm xe vẫn là loại 16 inch. Tất nhiên là cái thiết kế nan này có mới một chút nhưng mà cái này hoàn toàn có thể độ được. Phanh trước vẫn là phanh đĩa và phanh sau là phanh tang trống. Tập đoàn Honda Nhật Bản có giải thích lý giải rằng là tính năng là như nhau nhưng mà người Việt nói chung ấy, thì thích cái xe phanh đĩa cả hai bánh hơn rất nhiều. Ở phía đuôi xe chúng ta thấy có nhiều điểm nhấn, trong đó vây anten cá mập là trang bị tiêu chuẩn rồi, thì còn cánh lướt gió này hay là cản sau này chúng ta có thể thấy nó cũng có sự tương phản với màu thân xe khá là đẹp mắt. Đặc biệt cụm đèn hậu cũng vậy, với thiết kế cái giải đèn led như này thì rất đẹp khi mà phanh hoặc là đi trời tối. Xe vẫn có camera ba góc quay đây, nhưng mà điểm đáng tiếc là thiếu những cái cảm biến lùi. Mặc dù phía Honda Việt Nam giải thích rằng là những cái tính năng của camera ba góc quay đã hỗ trợ rất nhiều rồi và có lẽ là không cần thiết đến cảm biến lùi nữa, nhưng mà cá nhân tôi cảm biến lùi thấy là rất quan trọng. Mặc dù là độ cái cảm biến lùi này thì không khó và cũng khá là rẻ, nhưng mà tôi nghĩ nếu trang bị tiêu chuẩn thì tốt hơn nhiều. Về mặt nội thất thì City 2021 có khá nhiều điểm để nói. Trong đó chúng ta có thể nhìn thấy ngay, đây là phiên bản RS có một cái thiết kế tương phản giữa các chất liệu da và các cái viền chì đỏ trên vô lăng, trên ghế. Chúng ta có thể thấy này, ghế da kết hợp với da lộn, một chút nỉ tạo ra một cái chất liệu khá là mềm và ngồi ôm thể thao. Phía trước này chúng ta có thể thấy một cái màn hình mới. Đây là cái thay đổi tôi cho là giá trị nhất về mặt trang bị. Nó không chỉ lớn hơn về mặt kích thước mà còn có thêm cái khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto rất là hữu dụng trong quá trình di chuyển của người lái. Một điểm mới nữa chúng ta có thể quan sát thấy ngay đó chính là thiết kế màn hình hiển thị phía trước này còn có hai cái vòng tròn thay vì ba vòng tròn như trước đây và có cái sự tương phản. Ngoài ra chúng ta có thể thấy những cái viền mạc chrome ở cửa gió này, điều hòa này rất là bắt mắt. Điều hòa là vẫn là điều hòa tự động một vùng. Đấy, vô lăng ba chấu thiết kế mới một chút, vẫn có những cái phím điều khiển về âm thanh rồi kiểm soát hành trình, vẫn có lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng, vân vân. Xe có hai cái cổng sạc USB dành cho những các thiết bị cầm tay và có thêm thậm chí một cổng sạc 12V. Cái này cần thêm tẩu sạc đấy. Điểm ăn tiền lớn nhất trên nội thất của City 2021 đó chính là có một khoang nội thất rất là rộng rãi. Đây, các bạn thể thấy rằng là tôi đang ngồi ở vị trí lái với cái chân tay để rất là thoải mái và đúng tư thế rồi nhé. Chúng ta sẽ ra vị trí sau. Đấy, mênh mông chưa? Tôi thì chiều cao cũng hơi khiêm tốn thôi, cũng chưa được 1m7, gần 1m7 thôi. Nhưng mà đây các bạn thật hình dung một cái khoảng để chân rộng rãi, cách so với hàng ghế trước lên tới đâu đó phải hơn 20 phân. Thực sự là rộng rãi. Và với cái kiểu rộng rãi như thế này thì tôi tin rằng là City 2021 này còn có khoang nội thất không kém gì một xe hạng C của đối thủ. Ngoài ra thì ở hàng ghế sau này chúng ta vẫn thấy cửa gió này, rồi là thêm cổng sạc 12V. Xe vẫn có bệ đi tay hàng ghế sau đây để các cái cốc.
Hôm nay thì chúng tôi được trải nghiệm khá là ngắn do cái thời gian quá hạn. Tuy nhiên rằng là những bài tập chỉ tập trung vào khả năng tăng tốc và chạy zig zag. Mặc dù vậy nhưng mà qua chỉ có khoảng tầm 1-2 phút thôi, nhưng mà chúng tôi cảm nhận có một cái sự khác biệt rất là lớn ở cái trải nghiệm của chiếc City 2021 này. Đây, cái bài tập này là chạy zig zag, chạy ở khoảng tầm không quá 40 cây một giờ. Đấy, rất là mượt mà. Thực sự là nếu chỉ có khi mà cầm lái chiếc xe này bạn mới thấy rằng là sự thay đổi. Đây, chỗ này chạy không quá 30 cây nhưng mà không được phanh. Đấy, chạy một vòng đây, rất là mượt. Và đây, tốc độ ở chỗ này thì không dưới 25 km một giờ để cảm thấy sự mượt mà khi mà chạy zig zag. Đấy, mê luôn. Đây là bài tăng tốc. Tốc độ tối đa lên tới 80 cây một giờ. Wow. Mặc dù là mã lực chỉ tăng có một mã lực, mơn xoắn không đổi, nhưng mà khả năng tăng tốc và đặc biệt tôi ấn tượng nhất chính là cái sự mềm mại uyển chuyển của xe khi mà chạy zig zag. Một điều mà tôi lo ngại là với cái chiều dài lớn hơn thì bán kính vòng quay cũng như sự linh hoạt của chiếc xe này liệu có thay đổi không. Thì thực tế theo cái thông tin từ phía Honda thì bán kính vòng quay của xe không hề tăng. Đấy, còn sự linh hoạt thì các bạn thấy rồi đấy, thực sự là rất là ấn tượng. Tôi lại đi lại một lần nữa đấy. Có lẽ đi liên tục như thế này mà tôi vẫn còn thích. Có thể thấy rằng City 2021 có 3 phiên bản này so tương ứng với 3 phiên bản cũ thì cải tiến hơn rất nhiều, đặc biệt là sự rộng rãi và cảm giác lái vượt trội. Ấy vậy nhưng giá bán của xe không hề thay đổi. Đây là một cái điểm rất là tích cực của City 2021 và đáng khen cho cái đội ngũ marketing của Honda Việt Nam. Họ đã nhìn nhận vấn đề một cách thực tế và hữu ích hơn cho người dùng. Theo các bạn thì thay đổi thiết kế trang bị nhưng giữ nguyên giá bán thì City 2021 có giá trị hơn so với thế hệ cũ và so thế nào với các đối thủ cạnh tranh? Hãy chia sẻ cho chúng tôi bằng cách bình luận ở dưới video này nhé. Vâng, video của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.